Đấy. Cái đồ nhiều bảo nhẹ giữ cho nhiều chè. Hả? Ta. Hết đi. Hết đi. Đấy, để ra mọi người ngủ trà. Úi, ông đi nhung này. Bắt ông đi ẩm thật. Làm gì ấy? Xì. Ao giá con mẹ ao bô ao là tô mặt trà. Với cả mũi tụ bình. Để nô dù. Xem đây kia đề bà nha. Má ta bì xù. A ca bô. Ta bây tô mặt trà. Giàn ta. A bô. Ta tô mặt trà. À, mô xù. A ca bô. A tô mặt trà. A cái phía cả mũi tụ bình. Ê, ni mà bình ba gì cả. A phía cả bình. No, 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 okay. No, 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 cabeza. Tira, niño, tira. Tira. Đấy, ô, mở chén nha các bạn. Aki, trà, ai tôm mà chúng tôi cũng có một bia kèn nụ. Đấy, anh em mình đưa chén vào. Và chén vào. Cái dung đuôi đi, nó đánh chén này đi. Đấy, bỏ chén ra. Đấy. Để cho nó ngậm tí đã, để cho ngấm tí đã. Vợ anh ấy đang rửa bát các bạn, vợ anh ấy. Thôi. Chị ăn xong chị rửa bát. Rửa bát rửa đĩa. Anh em mình đi đun nước pha trà. Mỗi người một việc. Súp bà đà bô gọi đủ. Anh em phía mũi tụi bây đấy, để ăn xong ngồi uống nước. Nước trà như như ở Việt Nam mình luôn. Trong trong bản này người dân không có khái niệm mà ăn cơm xong trà đâu. Ở bên này không trồng được cái trà. Mọi người nói chung là ăn xong rồi làm gì mình không biết đâu. Có một cái đen từ đồ ao ra vô xe quan từ mò sú acabo vô xe phát ra cùng số tô mà kia nu ra số ba ba và đấy, mọi người bên này thì không có trà các bạn, ăn xong thì uống nước thôi, uống nước và nước nước lạnh đấy, không nước nguội đâu. Ai rát ta bông rát phi cà bê ai cái mai về này bạn nào cũng nhậu bạn nào đấy nhỉ, để bôi tô mà cái ai nào em muốn tụ kèn đi em quay đủ. Đây coi coi à được. Đấy. À bố. Anh này anh ấy nhanh nhẹn lắm các bạn. Anh tự anh quản lý này anh nhanh nhẹn lắm nên mình thấy rất là trong các công việc này, mới mặc dù mới đến bán này. Trong các công việc anh rất là nhanh nhẹn. Hàng xóm hy vọng là giúp được bán nhiều. Ô, dạ bọn bọn nói gì? Bọn nói gì? Ô, sô bà. Sô bà. Đây đi. Đây đi, sô bà xe tải đi. Sô bà xe tải đi. Ê. Mà theo ơi. À giờ đây đi nè. Ê. Mày xem đại kì. Dạ, bác trưởng bản bác lớn tuổi rồi. Có một đùng nem bảy. Xem bác xem đại kì. Ôi, đau chân, đau chân. U. À, bên là đuen đi. Ừ. Rất tinh medicamento bebê. Medicamento bebê. Hả? No, no thing. No thing? Để bố ok, à bà nhà em nó sabe bố sẽ cùng tôi mà mari commando nó ấy. À bà nhà ở azu da boca do dinheiro. Để bố azu da azu da boca do dinheiro. À bà nhà bố sẽ phải mandar aqui, phi nếu vai comprar. Nó ấy? Sim, sim. Ta bên, ô bác trưởng bảo mày đau chân. Thì hôm trước mình thấy vẫn đi làm bình thường rồi hôm nay mà. Nghe chừng đau đau nặng này. Ê, tôi mà chà. Ok, chà, hả? Ý nó mong, tôi mà ý. Ta kẹt kẹt nè. Mà theo đúng không? Đúng. Đúng à? Ê. Để biếu bác em mấy nghìn này. Sáng mai. Sáng mai bỏ con bác ra thị trấn một chút. Bác bị beng, bị đau chân hôm trước thì cũng đau nhưng mà à, thấy đi làm bình thường rồi. Thì hôm nay anh em mình đến trải nghiệm ở nhà mình, đến trải nghiệm ở nhà anh thư ký ở đây thì mình cũng còn nhà bác ấy thì hôm sau không có, hôm sau có điều kiện anh em mình sẽ đến nhà bác sau. Hôm nay là trải nghiệm mà ở nhà anh thư ký thì anh em mình cũng không mời ai, nói chung là chỉ mình muốn tự nhiên để tự gia đình cũng như cùng với vợ con anh với bố mẹ anh thôi, còn như là mời thì các anh ấy mời được, anh em mình là khách. À sô bà bao nụ áo là xe gái kì giá con nhà con mẹ dùn tù cũng tù đồ phê mẹ đền nì mà áo nói thì bao nụ cái đồ phê gái kì đồ mẹ dùn tù cũng cả gia đình bao nụ cũng mẹ sô bà đi nhu cũng mà teo tù đồ ấy nó sụt tạp bà đôi đồ mẹ kì đấy. Có một tù đồ tò mà chà cuối à nâu cuối à mỗi mẹ đàm mai anh đánh mai.
tay bue nó tay nó lên nó tay nó lên tay bue tay bue cái anh kia là tôm mà mai nó tay mùng lên này hả medicamento ingat medicamento tá bom nó giống thuốc giống thuốc anh kia mũi đồ bầu số ba tôm mà mai nó đấy ba cái kiểu đau chân là người người yếu yếu đấy cái người tôm mà mai tôm mà mai ui đấy chả cháo cái cùi à mũi đồ ừ điếu cầy nữa rồi à. Quốc hồn của quốc túy của Việt Nam mình nữa rồi tí nhiều hơn là bút kha phu mù nhưng mà anh em mình không 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 dạy mọi người hút đâu các bạn có điếu cầy thuốc nào để quảng cáo hơn chứ không hút đó anh ấy nô sù em mà phu mắt để nô sù anh ấy mua tủ bồ mà cái tay ngồi từ đời bây giờ kênh kia đủ phu mà mà kênh nấu kia đủ nó thêm một em mà mà xem ra tôi đủ phu mà nó phải cặp bình cũng bê sù nó phải cặp bình nếu ấy ấy bảo mình cái này là cái không tốt nhưng mà ở Việt Nam mình uống chè uống thuốc đấy mình chỉ giới thiệu thôi nhưng mà nó không tốt nên là ai hút thì hút còn có người hút người không hút Agora ah, que eu sei aqui com a minha com mesmo depois do domingo que como você sente? Não, estou sentindo muito alegrias. Com o apoio do Chefe Paulo, sempre o Grêmio ganha. O Chefe Paulo sempre faz isso, sempre. Faz essa mesa conosco. Tá bom. É muito bonito. Sim. Mọi người vui, anh ở rất là vui, vui. Người dân nói chung anh em mình cứ vào đến sát với cuộc sống của họ hay là vào trong bản là họ đều vui, họ rất là thích. Hình như có ai đến đi. Entra aí. Toma já. Sim. Vai aqui. Mấy người ở quanh xóm đến. Muito boa noite. Sim. Tá bom. Vai sentar aqui. Sim. Ô, Dê. Ah, Matheus. Sim. Vai buscar caça buraça. Sim. Tá aqui. Toma já. Buraça. Abre mais cuia. Sim. Mọi người thấy anh em mình đến là mọi người cứ mấy người một đến chơi vui à vui à mọi người vui lắm cứ cười thôi nhất là anh thư ký này mình đang nói em Mateo ra à, lấy thùng bánh các bạn aki tô mà trà cũng có mai aki boda xả tao mai cui à Mateo đi đẹp đi xin đẹp đi đẹp đi xin bên tay gì tiền à come audio come criança criança vai comprar bolacha để bỏ bánh nha ui giời mọi người đến chơi criança vai aqui vai ah mais venho tira bolacha da criança đấy đấy ui các em nhỏ là đứng ở ngoài sao vậy đấy ui giời các em nhỏ thấy anh em mình ngồi trong các bạn là nói chuyện là không vào có mong bánh cho mọi người là chạy vào bánh trong xe còn nhiều mà đây đây để cả ra đây đây mọi người nó có mẹ đây tía đã có mẹ đây mọi người đang kia đang kia đang kia sao mọi người thấy anh em mình đến ấy là mọi người người dân mà mọi người đến à số bà como agora eu ajudo você pouco dinheiro não é amanhã de manhã eu fui no vina não é para você falar com um filho vai junto vai comprar medicamento tipo antigo você já toma uma dois do bem não é Mateo phan bênh cũng số bá ok nha bạn này vừa rồi bác trưởng bán thì hôm trước bác bị đau chân ấy bác bị đau chân thì anh em mình vào thấy bác khỏi rồi bác bảo bác uống thuốc khỏi rồi nên là hôm nay lại đến chơi thế này bị đau lại mình vừa mình nói đấy để biếu bác em mấy nghìn vừa mình nói là bác và cùng con trai là đi cùng anh em mình là ra thị trấn để mua thuốc cứ cầm tạm tiền để cho bác cái vui đã tôm phan số bá bây giờ đinh là đủ á à bạn nha xin đấy để mai đi xin ta về đây xin mana phi nữa xin ta về đấy đây à bạn nha phan đã cũng phi nữa số bà bái run đủ á
Tại vì bác uống thuốc có quen rồi. Sáng mai thì mình ra đấy có gì thì mình trả để trả bác đi khám luôn. Nhưng mà cứ biếu bác mấy nghìn để cho bác ấy vui. Cho vui. Thì mai ra thì khám thì có gì thì mua thuốc cho bác ấy xong. Đây. 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 Okay. Đi nhiều ấy. Nên vào Bodasa phải đặt đi. Mày, ê Bodasa. Đây. Đây. Hai mẹ con đang rửa bát ở ngoài đấy. Đấy. Ăn cái bánh cho mọi người cho vui đi. Vào ăn nó cắt cơm nó. Dạ vai bê mẹ trà. Ơ tôi mà trà. Bà nói gì. Vai ghi. Tao bài ghi. Đây. Đây, để rót nước chè cho mọi người. Tao bài chà. Vai giờ visitar a nossas casas de vários. Tá bom, não tem problema. Sim, tudo vai junto. Tá bem. Chơi, vui đó. Đang ngồi chơi đấy mọi người có. Anh trợ lý anh bảo. Món em ăn chắc mà muốn em về quát đại kia Borasa đi bữa đặc kia sáng à mày xì muốn để quát đại kia Borasa đi bữa đặc kia sáng nó phải cái xì quát đại Borasa đang ngồi chơi mọi người đi uống nước rồi các bạn anh trợ lý anh đang nói muốn anh em mình đi vòng quanh bản thăm bản mới một tí. Ô cái đèn đó rồi bảo ơi cầm đèn đi một đèn đây hai đèn xì bắt ra gì á xì bắt ra gì đây. Đấy, mọi người các cô các chị đã rửa bát xong hết rồi. Ui giời, lợn này. Lợn này thả lang thang này. Giờ không về ngủ đi này. Đấy, lợn trong bản này, không bản nhà ai nuôi được con lợn đấy. À bản thỉnh thoảng có nhà có ánh lửa hay ánh điện đi. Ô. Bên kia đang quá đông lửa ơi. Đấy, trong bản đấy các bạn, buổi tối này. Như hôm trước anh em mình cũng đã trải nghiệm ở bản Ninh Bôn Tòe rồi. Vào buổi tối rồi. Hôm nay là vào bản mới đi. Bản mới này lạnh hơn. Lạnh càng hơn. Xấu, càng lành. Càng bên sâu mới cũng như càng ở trên quả đồi đấy. Trên quả đồi bên trong. Bà nói gì? Giá đồ miêu. Giá đồ miêu. Aenda. Bà nói ao và vai visita. Ôi giời, vì ta ai đàn ông rồi Miu? Ôi giời, ôi nhà chị này các bạn, đây, vào thăm tí, đấy. Andra, ôi giời, kia sẽ dắt đầu Miu. Đây, người dân đi các bạn, đấy, cũng như bản Ninh Bôn Tòe thôi, mọi người cứ có chiếu này, dáng dưới này, xong là cái chăn này, đây, chăn này em bé ngủ, ôi giời, đấy. Đến là anh đồ Miu, nó tới một nùng nèm rồi. Bao nhiêu vai vì ta bộ vào đồ sổ, hả? Nó tới một nè nó phía cạnh bên đầu mình về á đấy để thôi mọi người ngủ đi bạn ơi thỉnh thoảng ơi thỉnh thoảng có nhà có bóng đèn đấy on đi đây cô mu tinh cả giấy bốn cụ ui đâu ui nợ này lang thang này thôi nhà ai thế này không đi đến nhà mọi người đâu đi lang thang quanh bán thôi đây là sao nó tới một nè rồi nhà ai vậy các bạn hỏi nhà ai có cái chiếu thì mọi người giải cái chiếu mọi người nằm ở dưới đây ui lạnh này gió ơi lọ trời ơi ui đấy buổi tối thì vào mới biết ui nhà ai đi đốt nửa đi đốt nửa sưởi đi đấy để đi đâu có anh nửa này anh em mình đến ô ai đi sói gì đấy hả đi sói gì đấy cái gì ai đi bắt chứ vậy đâu đấy chỗ cầm vây cây cầm que đấy ui giời ê kìa ê xoay lại là ê kìa ui giời giá tù vẫn bắt tay giá tù ăn nè bắt tay giá tù ăn nè ba nụ cái đời vay dùn nụ vẫn bắt tay ăn nè bây giờ bắt ta vay dùn nụ ăn nè tính mãi vay dùn nụ ê xài đang đi thăm bản các bạn. Ừ, như vừa mình nói nhà ai cũng vậy đâu. Mọi...
Danh mày? Em biết được vai mày. Đây. Nhà ai vậy thôi. Bạn nói gì? Bạn nói gì? Đây mọi người thích cười đó. Bạn nói gì mày? Tôi được vậy. Ai là nó đồ miêu? Nó đồ miêu. Bố đầy anh ra. Ê, nhà mỗi nhà nhà nhỏ nhỏ này đây. Trong thì có xô chậu đựng nước thôi, chủ yếu là xô chậu đựng nước. Bắt nụ vai vi gì ta? Nên nói chung là anh em mình cũng như vừa mình nói, nhà ai cũng vậy đấy các bạn. Đây, đút nửa trong bếp đây. Sưởi cho ngồi trong bếp có nửa này. Thế là sưởi ấm xong là vào trong nhà là ngủ thôi. Đấy. Nhà ai cũng vậy thôi. Mình xin phép không có đèn nào bắt được chỗ đây. Có đèn gì? Có gì đó nhỏ nhỏ này. Ăn đèn nào ăn? Xem. Đây xem nào. Các ông có vũ khí bắt chuột bằng cái gì này? Có ăn rồi. Về, em về. Ui giời. Ui giời. Ê, cái đèn đấy này. Các em nhỏ bắt chuột bằng cái đèn này các bạn. Đây trời. Đèn này. Về. Ê, đoàn đội quân bắt chuột này. Mua được quê đồ á. Đấy, các em nhỏ đi xoay đấy. Chặt hết cái cây rồi. Cỏ là mọi người trồng ngô ngày xưa này. Mùa khô là cuốc hết rồi. Xong bây giờ đi xoay bắt chuột. Về ăn. Ôi, cái đèn xa mình sáng rồi. Sáng rồi. Đây. Đâu? Ê, đâu rồi? Ê, mô tay cù. Coi nổ rồi, chạy nổ rồi. Entra. Ra entra. Hay. Như ở quê. Như ở quê các bạn. Đấy. Con này. Con này. Ui giời, bụi mô hết lên này. Ơi. Ơi, đây à, nhiều thế à? Đâu á? À, cầm cái đập này đi nè. Các em làm cái đập. Con này. Ôi giời. Ôi, bé thế. Ê đi mắt ta kìa. Mắt ta kìa để bôi và con nhà con mẹ. Ta vô, mua đồ vô. Đập chuột này hay này. Đấy. Mình đã đi thăm bản các bạn. Gặp đội quân các em nhỏ nè. Đi bắt chuột, à cây ngô này này. Mọi người chặt rồi đấy, giờ con chuột nó đi chắc đi nó mót hẳn ngô. Nhưng mà chuột nhỏ. Đấy. Đang đi thăm bản thì gặp đội quân bắt chuột. Như mình ngày xưa nhỏ tối đi bắt xoay ngoé xoay cháo chuột, xoay cóc. Các em nhỏ bên đây tối đi bắt chuột về ăn. Ôi giời. Con nỗ là chạy nỗ mất. Đấy. Cứ bãi nào ngô. Để mai lúc nào vào bán mua cho mấy cái em này mấy. Khả năng mua cho mấy cái em cái đèn. Hay ấy. Cứ chân đất này, ui giời. Cứ chân đất đi xoài các bạn. Đâu? Ê. Ôi. Ui giời. Đâu rồi? Ôi, chạy vào lỗ rồi. Đen này. Ngay rồi. Như anh em mình ngày xưa nhỏ các bạn ở quê đấy.
Hey, bà con này, ui giời, bà con này, cả đàn ông, cả đàn bà đây. Ê, đấy, thấy, đi, anh em mình đi, mọi người đi cùng ơi. Có cả thanh niên này, đi nhô này, tay mò xà này. Ê, tay mò xà ấy, ê, tán gái ấy, ê, 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 ai là lúc, lúc ta ra. Ê, chơi, ai là lúc ta, ai là lúc ta, ai là lúc ta, ê, kì, đây đây, ta kì, sao hổ cái gì đây, chúng tôi có vợ rồi, đấy, các cả, đây, ta kì, nó sụt tới bao đời, ê, ai là nước ca ra, đây, tán đi, anh em mình có vợ hết rồi các bạn, mình, Gabi, Mateo, Bảo có vợ hết rồi, còn mỗi em đi nhiều thôi. Đấy, rất nhiều thanh niên đi theo này, đi cùng cái này. Ê, đấy. Ê, ơi, đi bắt chuột tiếp đi. Ê, xấu hổ. Thanh niên nhiều lắm. Ở sang bên kia rồi. Thanh niên nhiều lắm các bạn. Đi theo, à đi cùng anh em mình. Thấy anh em mình đi là mọi người đi cùng. Đấy. Bây giờ đi. Sang bên đây. Đấy. Ôi, ôi chô, ui giời, chạy rồi, ui giời, đuổi đi, con gì đây, ui giời, đây đây, chạy xe ra được chưa, ui giời, ui, con to à, cười tí lười ạ, tí nó đây mày đây không này, mọi người vui lắm, một đĩa chuột đây. Ê! 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 Quê rồi! Bụi quá! Ôi trời! Dạ! Ê! Được một con nữa này! Nhỏ này ăn nó được đây! Đấy! Một đĩa rồi! Ôi! Trên đây mọi người đang làm gì ấy? Đốt củi à? Ôi! Ui giời, đuổi đuổi đuổi, ui giời, ui giời. Bội mô đi. To không? To không? Cái gì ấy? Hả? Bội á? Ui giời, cái gì ấy? Ui. 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 Mọi người đang đã muốn tôi bắt đầu gì? Bắt đầu. Bắt Ê, ê, mọi người bạn, mọi người tập trung, tập trung ở chỗ cửa nhà thờ, đốt đốt củi sưởi cùng với các em nhỏ nhiều lắm. Ê, đấy, trong bản đấy. Đâu? Ê, anh có đèn pin này. Đi, antenna. Ui giời, ê, đây đèn pin này các bạn. Ôi, thôi. Ê,
Ê, đừng đi này. Ê, tao không? À, anh em mình vừa đi thăm vòng quanh đời sống của người dân bản một chút các bạn ạ. Như mình nói đấy, hôm trước mình cũng đã để từ anh này đốt cho nóng à, đánh nhau kêu à. Như mình cũng nói giả như hôm trước anh em mình cũng làm một video trải nghiệm vào trong bản Ninh Buôn Tuề rồi. Vào buổi tối thì thường nhà ai đấy đâu, nhà ai có điều kiện thì mọi người có nhà làm cái giường hơi trên cao một chút thì mọi người ngủ, nhà ai không thì mọi người có cái chiếu mọi người giải, không có đắp cái chăn mỏng đấy đâu ở lên nhà đấy. Vừa rồi thì mình cũng thăm hai ba nhà gì đó đấy thì mọi người bản nào cũng giống vậy thôi. Vừa rồi cái máy quay của anh em mình các bạn ạ, máy quay anh em mình nó đang quay nó bị đầy rung nữa, mình phải đổi máy. Ê bà con nè, ra đây nhiều chưa, đông đủ mọi người. Nói chung mọi người thấy anh em mình là đến đây cũng như mọi người đốt củi, mọi người ra nhảy múa ấy. Đấy bà con đấy trong bản đấy đông lắm. Úi ạ, bảo bà nhảy ấy. Hội mô điệu nhảy của người dân bạn đi ạ. Đốt lửa sưởi ấm rồi nhảy như lửa chạy. Hey. Nhảy anh ạ. Bà con vừa ra nhảy múa. Bắt theo. Đấy để mọi người đứng chơi mọi người một lúc các bạn. Mọi người chắc là đốt là tàn đống lửa, mọi người về thôi. Sưởi ấm người, nóng người là về thôi. À, các em nhỏ này hôm trước mới phát áo ra đây. Tao không? Bụi mù đây. Đấy. Đấy. Mọi người vui lắm. Đứng về nửa nóng người. Nóng người là về ngủ. Cô một phía ca kì run tù cũng kì. Cũng một phô cổ để bơi mũi tục kênh thì vay cả là đồ miêu nữa. Dạ, ta mới sửa. Mọi người cứ sửa đây các bạn. Sửa ấy mình đang hỏi anh. anh trợ lý ấy. Mọi người cứ sửa đây xong là tí là nóng người là về ngủ. Thì người dân ở trong bản mà lạnh lắm, trong bản lạnh lắm. Như anh em mình là nói là vẫn bị vấp đấy, lạnh. Đứng đây thì đỡ.
Đấy. Thôi để đứng chơi mọi người một tí, mọi người đứng sưởi cùng với mọi người một chút tí sẽ vậy, về nhà anh thư ký ngủ sau nhé các bạn. Đấy, để cho mọi người cái hát hò nhảy múa ấy.